VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Phạm Tổng, sao lại tới đây? Thì buổi kết bạn mà. Đương nhiên là vì có người tôi muốn gặp rồi. Phạm Tổng, chúng ta với nhau không cần trao đổi tài liệu nữa nhỉ? Đương nhiên là không rồi. Cảm ơn. 5 phút hết nhanh quá nhỉ? Cô Tả, có thể kết bạn WeChat với cô không? Được. Thật vinh hạnh. Hình như Tả Nghiên không hề bài xích việc xem mắt. Phạm Tổng, cô ngó nghiêng nãy giờ đang tìm ai à? Không có gì. Hôm nay anh có thu hoạch gì không? Thu hoạch? Ý cô là có tìm thấy ai vừa ý không? Đáng tiếc tạm thời không có. Anh có muốn nói cho tôi tiêu chuẩn của anh không? Tôi tìm giúp anh. Nếu đã có thì bối bối giúp, thì để tôi nghĩ. Tiêu chuẩn của tôi là tôi để ý và coi trọng những linh hồn thú gì. Linh hồn thú gì? Tiêu chuẩn của anh qua loa quá, không dễ tìm tí nào. Qua loa quá à? Cũng bình thường mà. Sếp gọi kìa, còn không nghe điện thoại. Là sếp cáo đấy. Sếp gọi kìa, còn không nghe điện thoại. Cô xem, linh hồn thú gì có chung điện thoại thú gì? Phạm Tổng, xin lỗi, tôi qua đây chút. Sư phụ, không phải anh bảo anh không tới sao? Phía Tả Nghiên sao rồi? Có 6 chàng trai, sao phần nói chuyện riêng chọn Tả Nghiên làm cô gái khiến họ rung động. Trong cục ấn tượng ban đầu về Tả Nghiên, hầu hết đều dùng những từ tích cực kiểu dịu dàng hoài nhã, giống như Tả Nghiên trong ấn tượng của chúng ta. Cho nên xem mắt không thể kích thích Tả Nghiên công kích người khác. Nhất định còn có nguyên nhân khác. Xin chào. Cẩn thận chút. Xem ra sư phụ cô được chào đón ghê. Nào tôi đỡ con ngồi xuống. Đừng làm phiền cô ấy nữa. Được. Bình thường tôi thích du lịch yoga. Anh thích đi du lịch không? Xin lỗi, tôi còn chút việc. Năm nào tôi cũng ra đảo nghỉ mát, hóng gió biển và tập yoga. Mong lần sau có thể đi cùng người yêu. Đây có phải lối sống anh thích không? Trẹo chân rồi. Xem ra cô không hợp đi giày cao gót nhỉ. Sao anh biết tôi đi giày cao gót? Giày cao gót không hợp với cô đâu. Sao vậy? Cảm ơn Phạm Tổng vừa nãy đã đỡ tôi. Tôi có một vấn đề. Cô thấy chúng ta có phải bạn bè không? Đúng. Nếu đã là bạn, sau này cô định cứ gọi tôi là Phạm Tổng mãi à? Vậy tôi phải gọi sao? Tôi không thể gọi anh là Lão Phạm được. Cũng không phải là không được. Anh thích kiểu con gái thế nào? Tôi không thích con gái hay cười. Thế này đi, nếu cô thấy ổn, cô có thể gọi tôi là anh Tiểu Tề. Được, anh Tiểu Tề. Được, được, cảm ơn anh Tiểu Tề. Đừng khách khí. Nào, ăn bánh đi. Cảm ơn anh Tiểu Tề. Đừng khách khí. Lúc từ chối mình thì nhanh gọn lắm. Giờ gặp người khác thì nói chuyện tự nhiên như vậy. Đâu rồi? Sao tự dưng biến mất rồi?
Tôn Khả Lạp, cậu chạy đi phá gì đấy? Thầy Lâm, ở đây có một văn kiện quan trọng cần anh đích thân ký. Người đưa hàng gọi điện cho Lễ Tân mà tôi không ở đó, nên đưa đến đây. Chị Nghi, sao chị lại ra đây một mình? Tiểu gia đi lấy văn kiện được gửi đến, bảo là có văn kiện quan trọng cần trực tiếp ký nhận. Rượu nước, đồ uống đầy đủ thế rồi, sao cậu còn tự mang cà phê thế? Tôi dễ căng thẳng, lúc căng thẳng thì muốn uống cà phê, cho nên hay mang theo để uống bất cứ lúc nào. Cậu căng thẳng gì chứ? Tôi gặp các cô gái căng thẳng là sẽ căng thẳng. Vậy uống cà phê có tác dụng không? Có chứ. Chị thử xem. Không sao, tôi có nhiều lắm. Cảm ơn. Thế nào? Khá ngon. Xin lỗi nhé, tôi trả lời WeChat chút. Không sao đâu chị. Chị Nghiên, chị làm việc của chị đi, tôi qua đó xem sao. Được. Một lúc giống như con mèo rồi. Nè, lau đi. Xin lỗi, chúng tôi đột nhiên có công việc cần xử lý, phải đi trước đây. Xin lỗi nhé anh Tiểu Tề, chúng tôi đi trước đây. Được, đi thông thả. Vừa rồi cô gọi anh ta là gì thế? Anh Tiểu Tề, Phạm Tổng nói những chỗ thế này thì đừng gọi xa lạ quá. Mở ra xem đi. Chị Nghiên, chị ngồi đi. Cô dùng Weibo công ty để phát ngôn công kích Trương Khả Thịnh. Người ta gửi thư luật sư đến đây này. Tôi vốn chỉ nghi ngờ thiết lập nhân vật thôi, cho đến khi nhìn thấy bài viết của cô. Vậy để tôi giải thích ý nghĩa đằng sau giùm cho. Vai diễn bị mắng tức là các người nhắm vào tôi, nhưng tôi không chịu thua, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Nghĩa là tôi sẽ tiếp tục diễn nữ chính cho các người ngứa mắt. Tôi không chỉ muốn làm lưu lượng, có nghĩa là từ nay về sau tôi sẽ còn đi quảng cáo nhiều hơn nữa. Chị Nghi, hôm đó tôi quên chuyển sang đích phụ. Nghiên Nghiên, gần 11 giờ rồi, sao con vẫn chưa đi nghỉ thế? Nhưng lúc tôi phát hiện ra đã xóa ngay rồi. Chắc sẽ không gây phiền phức gì lớn quá đâu.
Bên đó không chỉ yêu cầu xóa bình luận, xin lỗi với danh nghĩa cá nhân, mà giờ họ yêu cầu Thiệu Lâm cũng phải xin lỗi. Weibo này không chỉ đại diện cho cá nhân cô, mà cũng đại diện cho Thiệu Lâm. Xin lỗi thầy Lâm. Thật sự xin lỗi. Tiêu Tiêu, hoạt động bên tôi đã kết thúc thuận lợi rồi, nhưng còn chuyện này nữa. Tôi vừa nhìn thấy có khách mời nam đăng bài, đăng nhật ký trò chuyện của anh ta và Tả Nghiên lên rồi. Hôm nay gặp phải thầy cãi ngàn năm có một. Lát nữa sự kiện kết thúc, chúng ta cùng đi uống vài ly đi. Tôi biết một quán bar chỉ có người nước ngoài biết. Một câu không nhét thêm tiếng Anh vào là anh không nói được nữa đúng không? Anh sợ người ta không biết anh đã qua cấp 4 hay gì à? Những loại thực phẩm dùng phẩm màu này quá là unhealthy. Tiến sĩ đi du học về còn vào điểm phạm, giỏi quá ha. Vỗ tay cho anh kiểu hải cẩu nha. Đồng nghiệp tôi đang hẹn hò với người thuộc cấp VIP trở lên của công ty các anh. Tôi có một tật xấu, chỉ nhìn lên không nhìn xuống. Anh thực sự không lọt nổi mắt tôi. Còn nữa, tôi rất tò mò. Mỗi tuần anh đi tập gym 4 lần mà sao vẫn có bụng bia vậy? Huấn luyện viên thích anh lắm đúng không? Năm nào cũng làm thẻ, năm nào cũng nộp tiền, dù sao cũng chẳng giảm nổi cân. Cuối cùng, anh có thể đừng khoe cho tôi thấy đồng hồ ring water god của anh mãi không? Thực sự sắp chói lòa đôi mắt titanium của tôi rồi. Đồng nghiệp hẹn hò, cấp VIP trở lên, không hẹn hò. Chuyện này tôi lấy bừa một lý do thôi, không cố ý đâu. Tranh cãi là một hành vi tranh biện, thường sẽ lôi những gì đối phương nói ra rồi dùng logic của mình để phản bác. Có người tranh cãi là do vô ý, nhưng chị Nghiên biết rõ làm thế là không đúng mà còn không khống chế được. Vậy thì có khi còn nguy hiểm hơn là vô ý. Chúng ta phải nghĩ cách giúp chị Nghiên, nếu không sau này chị ấy sẽ gặp phải phiền phức thế này. Hơn nữa ngôn hạnh của chị ấy cũng đại diện cho Thiệu Lâm. Giờ chúng ta cần tìm ra nguyên nhân khiến Tả Nghiên thích tranh cãi. Bình thường lúc đi làm chị Nghiên tốt tính vậy, sao vừa lên mạng là mắng người thế? Tả Nghiên lúc lên mạng thích công kích người khác, không tự biết, khác hẳn với hình tượng hiền dịu dịu dàng lúc bình thường ở công ty. Tại sao cô ấy lại có thói quen che giấu sự công kích khi gặp người quen? Điều này đáng để suy nghĩ đấy. Vậy thì điều gì đã kích thích hành vi công kích của cô ấy? Trăm nhân ắt có quả. Tôi có một ý tưởng không được trưởng thành lắm. Hay là giao chuyện chị Nghiên cho tôi đi. Cô định làm thế nào? Chào mọi người, đây là Weibo của Nghiên Nghiên, thuộc trung tâm tư vấn tâm lý Thiệu Lâm. Gần đây tôi đã có phát ngôn không phải với nghệ sĩ Trương Khả Tịch, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của đương sự. Tôi chân thành xin lỗi. Ngoài ra, tôi xin nhắc lại, hành vi và ngôn luận của tôi không liên quan gì đến trung tâm tư vấn tâm lý Thiệu Lâm. Đồng thời, là một thành viên của trung tâm tư vấn tâm lý, tôi cũng chân thành xin lỗi các đồng nghiệp vô tội bị nghi ngờ và làm tổn thương vì chuyện của tôi. Sau này tôi sẽ thận trọng hơn. Phải làm sao để xem được tất cả những gì chị Nghiên từng nói trên mạng nhỉ? Khả Lạc, giờ cậu trai giúp tôi nick phụ của chị Nghiên đi. Không được, tôi từ chối điều tra nick phụ của Tả Nghiên. Một người đàn ông đường đường chính chính sẽ không dùng hành vi đó để thăm dò chuyện riêng tư của gái đẹp đâu. Tôi không muốn hóng hớt chuyện riêng tư của chị ấy. Tôi chỉ muốn biết chị ấy đã nói gì, thế mới tìm được cách để gỡ bỏ khúc mắc của chị ấy. Thế cậu định làm gì? Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng quá trình trở thành thầy cãi của chị ấy, rồi tranh cãi với Tả Nghiên. Tổng hợp các phần tranh cãi của nick phụ của Tả Nghiên. Được rồi, Tôn Khải Lạc, đã có người làm giúp cho cậu rồi. Sư phụ, sao anh tìm được nick phụ của Tả Nghiên vậy? Sao lần nào anh cũng nghĩ giống tôi vậy? Nick phụ của Tả Nghiên không khó tìm, chủ yếu là những gì cô ấy nói bằng nick phụ. Trước khi xem, tốt nhất là cô nên chuẩn bị tâm lý. Mời vào. Sư phụ, tôi đã gõ ghi chép bắn người của chị Nghiên ra. Còn gì khác không? Nick phụ của chị Nghiên mấy ngày rồi không mắng ai,
chắc đổi sang nick phụ khác rồi. Rồi sao nữa? Tôi muốn anh phân tích giúp tôi điều ẩn giấu sau những lời nói này. Từ nick phụ của chị Nghiên có thể thấy thời gian đăng ký ít nhất đã 6-7 năm. Vậy thì ghi chép tranh cãi này là một ngọn lửa trong lòng chị ấy, giống như núi lửa đang ngủ vậy, sớm muộn gì cũng bùng nổ. Vậy ngọn lửa này chắc là bản ngã trong tiềm thức của chị ấy. Bản ngã, bản năng, siêu ngã, ba yếu tố này tác động lên nhau, cuối cùng quyết định hành vi con người. Khi bản ngã và siêu ngã mâu thuẫn nhau, sinh ra lo lắng, con người ta sẽ nghĩ ra cách để bảo vệ mình. Đây là cơ chế tự phòng ngự. Nhưng tại sao chị Nghiên lại tự bảo vệ mình bằng cách công kích người khác chứ? Có ba loại cơ chế phòng ngự, tương tự như công kích. Đẩy cho người khác, hợp lý quá, quán đổi tác dụng. Đẩy cho người khác rất đơn giản, tôi không nói cái tôi muốn, tôi nói cái bạn muốn. Hợp lý quá, không ăn được nho thì nói nho chua. Quán đổi tác dụng, tôi tức giận nên tôi trút vào người khác. Tôi bảo Khả Lạc làm tổng kết số liệu từ khóa, dựa trên ghi chép các tranh cãi của chị Nghiên. Phát hiện các từ khóa khiến chị Nghiên muốn tranh cãi thường là các từ không được, nên, bắt buộc phải, các từ ra lệnh. Vào đi, thầy Lâm. Tiêu Tiêu, thầy Lâm, có một vị khách muốn mời anh tư vấn. Đây là tài liệu của người đó. Được. Chị Nghiên, không phải chúng tôi, hai người đang phân tích tôi. Không sao đâu, tôi thấy hai người liên tưởng cũng khá thú vị. Chúng tôi thấy cô nên coi trọng hơn. Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi không sao đâu. Nhưng mà tôi vẫn mong thầy Lâm và đồng nghiệp trong công ty đừng quá quan tâm đến chuyện riêng của tôi. Tôi ra ngoài trước đây. Anh nghe ra không? Vừa rồi chị ấy đang dùng một cách quyển chuyển để mắng anh giác tù gia hàng tổng. Xem ra hẳn là thực sự có thể kích thích chị ấy. Hơn nữa trong ấn tượng của tôi, chị Nghiên chưa từng cãi anh với thái độ đó. Vào đi. Sao thế? Có chuyện gì? Dạo này hai người đang làm gì mà thần thần bí bí vậy? Có việc gì? Có cái đám cưới, cậu đi đại diện cho Thiệu Lâm đi. Hôm đó tôi có khách, không có thời gian. Tiền mừng tôi sắp xếp cả rồi. Du Dương, đây không phải bạn trai cũ của Tả Nghiên sao? Dùng từ chính xác hơn. Như Du Dương nói thì anh ta và Tả Nghiên chỉ là bạn học cũ thôi. Thế rốt cuộc là có phải không? Người này là ai vậy? Chú rể là đối tác của chúng tôi, chủ yếu là trong các công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý nhân viên. Chị Nghiên vào công ty, anh ấy có thể coi như là người giới thiệu. Giao cho cậu rồi đó. Chào mừng em đến tham gia hôn lễ của bọn anh nhé. Cảm ơn. Dì Du Dương đúng không? Chẳng giấu được cô cái gì hết. Tôi vẫn luôn là bạn của các thiếu nữ mà. Xin chào các bạn. Không ngờ cô còn biết pha rượu. Lúc mới làm blog để thu hút người tài, tôi thường xuyên mời bạn bè đến đây. Đến nhiều nên học được một ít. Tôi nói chị nghe, pha rượu cũng là nghệ thuật đấy. Trước mắt chị là ai nên pha rượu gì? Ví dụ như hôm nay, cô Tả xinh đẹp, hợp với rượu thế nào đây? Chọn một ly đi.
Tôi chọn ly này. Ly này của cô. Ly này tên là nụ hôn nồng nhiệt. Đó là sự kết hợp giữa vị chua ngọt của Berry Champagne và vị đắng chát của Absinthe. Còn nồng độ vodka sẽ khiến chị cảm nhận được nhịp tim của mình, giống như trong tình yêu vậy. Trong khắc cốt ghi tâm sẽ có chút vị chua của chanh. Cô đúng là bạn của thiếu nữ. Nào, nếm thử xem. Thế nào? Ngon. Ở đâu thế? Đi với chị Nghi. Cô biết mẹ tôi nhìn thấy sẽ nói gì không? Nghi Nghi à, không được uống đồ uống có phẩm màu, đặc biệt còn là rượu, không thuộc nữ tí nào cả. Tôi cho cô xem tấm hình. Đây là Du Dương à? Cái này còn là tôi cắt ra từ ảnh chụp chung của câu lạc bộ. Đồ ngốc lắm đúng không? Chị Nghi, hôm nay chị cứ coi tôi là thùng rác tình cảm của chị đi. Chị muốn nói gì đều có thể nói với tôi. Đợi qua ngày hôm nay, ra khỏi cánh cửa này, lại trở về làm chị Nghi bất khả chiến bại. Nào, cạn ly. Cạn ly. Điều kiện kiểu gì thế này? Con còn lại muốn theo đuổi. Người mẹ muốn con lấy chưa từng bị yêu cầu là bắt buộc phải cao ráo đẹp trai giàu có, nhưng ít nhất cũng không thể kém con được. Mẹ vất vả dạy dỗ con, không phải để con theo cậu ta chịu khổ. Sau này đừng liên lạc với loại người này nữa. Mẹ. Mẹ xóa cậu ta đi giúp con. Du Dương học một trường nghề. Trong mắt mẹ tôi, anh ấy không học hành tử tế, không có hộ khẩu bản địa, cho nên sau này cũng sẽ không có tương lai sự nghiệp gì tốt. Bà ấy nghĩ ở bên người như thế là sai lầm khủng khiếp. Nhưng anh ấy là người đầu tiên mà tôi thích. Cô biết không, Du Dương thật sự rất tốt. Cô dâu của anh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Chị Nghiên, vậy tại sao lúc đó chị không cố gắng đấu tranh? Chị rất có mắt nhìn. Giờ Du Dương phát triển tốt lắm. Là quan điểm của cô quá chủ quan, quá phiến diện rồi. Đấu tranh kiểu gì? Cô biết mẹ tôi là người thế nào không? Từ nhỏ tôi đã không được phép có cảm xúc tiêu cực. Con của đồng nghiệp của mẹ tôi cướp đồ chơi của tôi. Bà ấy chỉ yêu cầu tôi rộng lượng. Tôi phải tỏ ra có giáo dục. Nhưng lúc đó tôi mới mấy tuổi chứ. Tại sao con nhà người khác có thể làm trẻ con, còn tôi lại làm người lớn? Trong mắt tôi đấy không phải có giáo dục, mà là đè nén, là ngụy trang. Ở nhà tôi, không, nói một cách chính xác là ở nhà mẹ tôi, trên tường treo một chữ nhẫn rất to. Còn chữ đó giống như một con dao, luôn luôn treo trên cổ tôi, không ngừng nhắc nhở tôi. Dù tôi có bất mãn với mẹ tôi đến thế nào đi nữa, tôi cũng bắt buộc phải nhịn. Bởi vì bà ấy là mẹ tôi, chỉ có thể là mẹ tôi. Đến bạn đời của tôi sau này cũng phải gọi bà là mẹ mà. Cho nên chị chọn lên mạng buông thả à, để giải tỏa cảm xúc. Trong cuộc sống hiện thực, tôi chỉ có thể trốn chạy,
Trên mạng thì không ai biết tôi. Khi ở trên mạng, tôi có thể tùy ý, thậm chí là thể hiện bản thân một cách vô lễ. Có lẽ đây cũng là một cách giải tỏa. Em lại rơi vào hồi ức. Chị Nghiên, vậy chị có nghĩ đến chuyện nếu không bị cô ngăn cản, chị và Du Dương sẽ có kết cục thế nào không? Tôi nghĩ rồi. Nếu không phải vì mẹ tôi, thì có lẽ sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn, sinh con, vui vẻ sống cả đời. Chị Nghiên à, nếu trong tưởng tượng của chị ở bên Du Dương cả đời, đó là cảm giác viên mãn chứ không phải là lún sâu hơn. Vậy chị có từng nghĩ việc chị lưu luyến Du Dương mãi không quên được thực ra là một loại hiệu ứng càng cấm càng hỏng? Ý cô là càng bị cấm đoán thì càng khó quên. Cô nói không sai. Có lẽ điều khiến tôi mãi không buông bỏ được không phải là bản thân Du Dương, mà là tình yêu mất đi vì mẹ tôi ngăn cản. Max, pha cho tôi một ly tư lệnh Singapore và Pink Lady nhé. Được, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cô Tả xinh đẹp, chọn tiếp nào. Vậy tôi chọn ly này. Ly này tên là Tư lệnh Singapore, là vào năm 1915, thời điểm nữ giới bị cấm uống rượu. Một chuyên gia pha rượu đặc biệt làm ra, là một loại cocktail mà màu gần như nước quả. Chỉ chọn ly này là rượu cởi bỏ ràng buộc. Cởi bỏ ràng buộc. Vậy ly này thì sao? Ly này là Pink Lady, màu hồng đại diện cho tình yêu. Vậy nghĩa là tình yêu của cô sắp tới à? Thực ra ly này là pha cho chị. Chị Nghiên à, sau này dù xảy ra chuyện gì, chị đều có thể nói với tôi được không? Nhưng mà cô biết đó, có những thứ không phải một sớm một chiều là thay đổi được. Vậy thì tôi sẽ cùng chị sửa từng chút một. Được. Vậy hôm nay tôi sẽ cho cô mượn dẫn đào hoa của tôi nhé. Được, tôi không thể từ chối tình yêu. Cạn ly, cạn ly. Uống nhiều vậy? Không sao, từ từ thôi, tôi đi được mà. Nhìn đường nào, vừa cẩn thận đấy. Chị Nghiên, lần sau có thể đi uống rượu cùng nhau nữa không? Được, không thành vấn đề. Chị có chuyện gì đều có thể nói với tôi, được không? Được, được, cô cũng vậy nhé. Thầy Lâm, anh đến đón Tiêu Tiêu à? Đụng vào đầu tôi rồi. Sao uống nhiều quá vậy? Chắc vừa nãy uống vội quá. Xe tôi gọi tới rồi, chúng ta đi thôi. Thầy Lâm, xin lỗi, phiền anh đưa Tiêu Tiêu về giúp tôi. Không cần, không cần, tôi có thể tự về. Tôi về được. Anh đưa về đến nơi thì nói với tôi một tiếng nha. Được, vậy chị chụp cho tôi biển số xe của chị nha. Được không? Được, yên tâm, từ từ thôi. Yên tâm đi, được, được. Chú ý an toàn đấy. Vất vả rồi, ngoan nhé, bye bye, bye bye. Cô đã uống bao nhiêu vậy? Không phải cô không sai sao? Chưa sai thì cô đi tử tế xem nào. Anh tránh xa tôi ra đi. Tôi tránh xa cô ra là cô rơi xuống bể nước đấy. Thế này rất nguy hiểm. Biết nguy hiểm là tốt. Không, tôi đang bảo là anh,
rất nguy hiểm. Về nhà. Mấy giờ rồi? Gọi điện cũng không nghe. Mẹ vẫn chưa ngủ à? Làm con hết cả hồn. Con không về mẹ có ngủ được không? Con nói chuyện với đồng nghiệp thêm một lát, quên để ý điện thoại. Đồng nghiệp à? Nam hay nữ? Nữ. Tên gì? Tiêu Tiêu. Sao chưa từng nghe con nói? Cô ấy là trợ lý đặc biệt mới tới công ty. Được rồi, được rồi. Sau này không được về sau 11 giờ đâu đấy. Nghe chưa? Con biết rồi. Uống cái này rồi đi ngủ. Mẹ, con không uống được nữa. Một ly nước rau củ trước khi ngủ, tốt cho dạ dày và giữ dáng. Thói quen mẹ xây dựng cho con bao nhiêu năm nay, con phải kiên trì chứ. Phải rồi, có phải mấy hôm trước con đi sự kiện kết bạn gì không? Có quen bạn nam nào không? Có không? Con không thể suốt ngày đi với đồng nghiệp được. Mẹ, sao mẹ biết? Mẹ dọn túi cho con, nhìn thấy thiệp mời sự kiện kết bạn. Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi, mẹ còn lục túi con? Mẹ là mẹ con. Có gì mẹ không thể xem được? Sổ nhật ký của con hồi nhỏ, đến cả khóa sổ cũng là mẹ bảo quản giúp con. Mà uống đi, uống xong rồi ngủ. Sau này không được về sau 11 giờ đâu đấy. Nghe chưa? Thói quen mẹ xây dựng cho con bao nhiêu năm nay, con phải kiên trì chứ. Mẹ là mẹ con, có gì mà mẹ không thể xem? Sổ nhật ký của con hồi nhỏ, đến cả khóa sổ cũng là mẹ bảo quản giúp con. Lần sau không được tái phạm đâu đấy. Căn bản không thể thay đổi được gì cả. Với khách sạn suối nước nóng,
đã được gửi đi rồi. Hành động tiếp theo thì đợi tin tôi.